Trong mọi lĩnh vực thì chúng ta luôn luôn có một người khổng lồ và những kẻ chinh phục. Với điện thoại di động thì chúng ta có Apple và Samsung đóng vai người khổng lồ, và vô số kẻ chinh phục như là Oppo, Xiaomi, Asus. Còn với đồng hồ, người khổng lồ chắc chắn đó là Patek, còn kẻ chinh phục thì nhiều không đếm xuể. Trong video này thì Gia Bảo Luxury sẽ đặt hai chiếc đồng hồ lên bàn cân. Một là chiếc Patek Philippe lịch thường niên mang mã hiệu 5396015. Chiếc còn lại đến một thương hiệu được một vài người chơi hay là người mua đặt tên nó là tiểu Patek Moser & Cie. Hãy cùng phân tích xem Moser có thật sự xứng đáng để so sánh với Patek Philippe hay không, hay đó chỉ là một hình thức tự đánh bóng tên tuổi của họ. Chiếc đồng hồ của Moser & Cie nằm trong bộ sưu tập Endeavor với thiết kế tối giản thường thấy của thương hiệu này. Trước tiên thì chúng ta hãy nói qua về thương hiệu. Mặc dù ngày nay không mấy người biết đến cái tên Moser, nhưng thực tế thương hiệu này đã từng là một đế chế hùng mạnh trong khoảng 200 năm trước. Tuy nhiên, do ngài Henrik Moser đặt nền móng thương hiệu tại Nga, vậy nên cách mạng Nga đã làm ảnh hưởng tới công ty và cái tên Moser dần dần biến mất. Cho tới năm 2012, gia tộc Meilen quyết định mua lại thương hiệu và hồi sinh cái tên Moser. Do đó tính ra thì thương hiệu Moser hiện tại chỉ hoạt động được chính thức hơn 7 năm. Con số này thì nhỏ hơn rất là nhiều so với thời gian hoạt động liên tục của Patek Philippe từ năm 1839 tới nay. Nói một cách đơn giản, nếu mua đồng hồ vì lịch sử thương hiệu thì chắc chắn không một ai sẽ mua đồng hồ của Moser. Tiếp đến thì chúng ta hãy so sánh về kiểu dáng của hai chiếc đồng hồ này. Thì về cơ bản, cả hai chiếc đồng hồ đều dùng chất liệu vỏ là vàng hồng, với đường kính của Moser lớn hơn một chút so với Patek, 40,8mm so với 38,5mm. Khoảng cách 2mm tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng với đồng hồ đeo tay thì 2mm là một khoảng cách nói chung là có thể dễ dàng nhận biết. Với đường kính 38,5mm thì chiếc Patek 5396 có hơi nhỏ so với cổ tay một số người, nhưng Moser có kích thước theo tiêu chuẩn hiện đại và rất dễ dàng lên tay. Mặt số là cái bộ phận quan trọng nhất trên đồng hồ, cái mà để nó đập vào mắt người đầu tiên khi nhìn thấy một chiếc đồng hồ đó chính là mặt số. Moser có lẽ là tự tin nhất với bộ phận này vì họ sở hữu thiết kế mặt gọi là mặt khói fume rất là đặc biệt. Mặt số sẽ chuyển sắc dần từ một màu nào đó, trong trường hợp này là xám sang màu đen. Điểm đặc biệt của mặt khói của Moser đó là chuyển sắc rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Hai mẫu đồng hồ này có cái khác biệt lớn nhất là về tính năng, vậy nên thiết kế mặt số của hai model đồng hồ này rất là nhiều điểm khác biệt. Mẫu đồng hồ Patek thì sở hữu tính năng lịch thường niên nên có nhiều cái chức năng hiển thị hơn. Chiếc Moser thì chỉ có 3 kim thôi, giờ hiển thị giờ, phút, giây đơn giản thôi. Nếu nhìn vào phần nền mặt số ấy, thì tạm bỏ qua những chi tiết như cọc số hay là kim que, Moser tôi đánh giá là thậm chí còn có phần nổi bật hơn Patek với cái mặt số màu xám mà được hoàn thiện theo kiểu khói, fume rất là ấn tượng. Tôi rất thích cái mặt số này của Moser. Việc thực hiện cái mặt số này phải mất, nói chung là mất rất nhiều thời gian với hơn 400 lớp sơn được sơn lên từng phần của mặt số để đảm bảo cái màu sắc từ màu xám sang màu đen. Chúng ta cứ tưởng tượng một cái công việc được lặp đi lặp lại như này: sơn một lớp này, đợi một lớp sơn đó khô, xong lại sơn thêm một lớp nữa, lại đợi khô, cứ liên tục như thế đó. Về phần kim của chiếc đồng hồ thì tôi phải nói là tôi đánh giá kim của Patek cao hơn với Moser. Bởi vì sao? Bởi vì một kim Dauphine của Patek thì được chế tác đối xứng hoàn toàn, không bị lệch một chút nào cả. Trong khi để nếu để ý một chút thì cái hiển thị, cái đầu kim, tức là góc cái bộ hiển thị thôi chứ không nói về kỹ thuật chế tác, thì cái đầu kim của Moser khi nhìn qua mặt kính nó hơi cong một chút. Tiếp đến thì chúng ta hãy cùng xét tới bộ máy của đồng hồ. Cả hai bộ máy này thì đều có độ hoàn thiện rất là cao với những đường vân sọc này, trải xước này, vát cạnh đầy đủ. Nếu xét về ngoại hình thì bộ máy của Moser trông sẽ đặc biệt hơn một chút so với Patek. Bởi vì sao? Vì cái cầu nối được trang trí bởi những đường vân sọc rất là đặc trưng của thương hiệu này. Có một điều quan trọng cần để ý khi nói về máy tự động của Moser, đó chính là khả năng lên dây cóp khi được đặt vào ống quay. Có thể rotor của chiếc Moser được thiết kế theo dạng skeleton nên không có đủ độ nặng cần thiết. Vì thế khi đặt vào ống quay tốc độ chậm thì chiếc đồng hồ này không thể tự lên dây cóp được các bạn ạ. Điều này sẽ ảnh hưởng khá lớn nếu như chúng ta có nhiều đồng hồ và sử dụng ống quay để thay đổi qua lại. Tóm lại, cái việc so sánh giữa hai chiếc đồng hồ Patek và Moser nó khá là khập khiễng. Nhưng nếu chúng ta cần một thiết kế đơn giản, đẹp mắt với độ hoàn thiện rất ổn định trong tầm giá thì Moser là một sự lựa chọn hoàn hảo. Còn đương nhiên rồi, nếu mà bạn có tiền hoàn độ hoàn thiện đỉnh cao thương hiệu top 1 thì Patek là một thương hiệu chúng ta khó thể bỏ qua đó.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kiến thức tiếp theo.